Kính thưa quý vị bà con Tiếp theo đề tài quản trị mùa hè đỏ lửa Sau đây xin mời quý vị bà con cô bác Nghe một bài viết thuộc Thiết Giáp Binh Của tác giả Kỵ Binh Hà Mai Việt Lữ đoàn Mộc Kỵ Binh tại vùng Hỏa Tuyến Dẫn nhập Trong mục này chúng tôi chỉ tóm lược diễn tiến Liên quan đến các đơn vị thiết giáp chứ không kể lại những gì đã nói trong một sơ lược diễn tiến trận đánh. Trong giai đoạn khởi đầu tại mặt trận giới tuyến, thiết đoàn 11 kỵ binh gồm một chi đoàn chiến xa M41 với đại bác 76 ly và hai chi đoàn thiết kỵ M113 là đơn vị thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa độc nhất, có mặt tại giới tuyến. Đơn vị này không đủ khả năng để đương đầu với một hay hai trung đoàn chiến xa Bắc Việt trang bị T-54 có đại bác 100 ly. Thiết đoàn 11 kỵ binh được thành lập vào năm 1968 là lực lượng trừ bị của quân đoàn 1. Nhưng đến tháng 9 năm 1971, thiết đoàn thống thuộc sư đoàn 3 bộ binh tân lập. Thiết đoàn trưởng đầu tiên trách nhiệm thành lập đơn vị là Thiếu tá Bùi Thế Dung. Sau cuộc hành quân Lam Sơn 719 Thiết đoàn 11 được bàn giao lại cho Thiếu tá Nguyễn Văn Tá. Nhiệm vụ chính của Thiết đoàn 11 kỵ binh là giữ an ninh phía Đông Bắc quản trị đến tận cửa Việt và cũng là thành phần trừ bị của Sư đoàn Ba Bộ Binh. Sau khi mặt trận giấy tuyến bùng nổ, thể theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Thiết Giáp Binh, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã điều động thiết đoàn 18 kỵ binh thuộc quân đoàn 3 từ biên hòa trao vùng một chiến thuật đặt thuộc dụng sư đoàn 3 bộ binh. Thiết đoàn 18 kỵ binh do thiếu tá Bùi Văn Lộc chỉ huy có mặt tại giới tuyến vào ngày 11 tháng 4 năm 1972. Ngoại trừ tại vùng 4 chiến thuật, tổ chức và trang bị của thiết đoàn kỵ binh đều giống nhau Do đó, thiết đoàn 18 kỵ binh trang bị giống hệt thiết đoàn 11 kỵ binh. Nhiệm vụ của thiết đoàn 18 kỵ binh là giữ an ninh trục tiếp vận chính từ cầu quản Trị lên quốc lộ 1, chạy xuống phía nam đến La Văn Thượng. Ngoài những đơn vị thiết giáp cậy trên, sư đoàn 3 bộ binh còn được tăng phái chi đoàn 1 trên 4 chiến xa M41 thuộc thiết đoàn 4 kỵ binh ở Quảng Ngãi. Đây là một chi đoàn chiến xa được thành lập từ cuối năm 1955, rất thiện chiến và sẵn sàng đương đầu với địch quân. Phân tách địa thế, địch tình và nhất là nỗ lực của các đơn vị thiết giáp Bắc Việt trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại Hạ Lào. Khai diễn vào ngày 18 tháng 2 năm 1971, Bộ Chỉ huy Thiết giáp binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như các cấp chỉ huy Việt và Mỹ đều nhận thấy rằng việc trang bị chiến xa hạng nặng cho binh chủng thiết giáp để phối trí tại những vùng mà chiến xa T-54 của Cộng sản Bắc Việt có thể xâm nhập là cần thiết. Do đó, thiết đoàn 20 chiến xa M-48 đã được thành lập đầu tiên vào ngày 31 tháng 7, 1971 tại Quảng Trị, tưởng cũng nên nhắc lại rằng để đáp ứng nhu cầu Việt Nam hóa chiến tranh với sự đồng ý của phái bộ viện trợ quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, khởi đầu Bộ Chỉ huy Thiết Giáp Binh chỉ thiết kế thành lập thêm 8 thiết đoàn kỵ binh cho 4 vùng chiến thuật. Kể từ năm 1968 đến năm 1970, mãi đến năm 1971, việc thành lập 3 thiết đoàn chiến xa M48 mới được đề cập. Thiết đoàn 20 chiến xa do Trung tá Nguyễn Hậu Lý chỉ huy, được trang bị chiến xa M48A3, trình nặng 49 tấn, pháo tháp gắn đại bác 90 ly, tầm hoạt động 296 dặm. Sau khi tổ chức đơn vị và tuyển chọn chuyên viên, thiết đoàn 20 chiến xa đã hoàn tất chương trình huấn luyện tác xạ và chiến thuật cấp chi đoàn tại Ái Tử quản trị và vừa mới chấm dứt chương trình thao dược toàn bộ thiết đoàn 20 tại Phò Trạch, Huế vào ngày 27 tháng 3, 1972. Đây là thiết đoàn chiến xa hạng nặng được thành lập đầu tiên trong số 3 thiết đoàn chiến xa M48 tân lập của binh chủng thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa. Thiết đoàn 20 chiến xa M48 và thiết đoàn 17 kỵ binh thống thuộc lữ đoàn 1 kỵ binh hậu cứ tại Đà Nẵng. Chiến sự tại vùng giới tuyến bùng nổ vào trưa ngày 30 tháng 3 năm 1972. Tình hình lúc bấy giờ vô cùng khẩn trương và rối loạn. Nhiều báo cáo không chính xác hay mâu thuẫn từ các căn cứ tiền tuyến dòng dập gửi về, khiến Bộ Tư lệnh Sư đoàn Ba Bộ Binh không nắm vững tình hình. Cũng vì lý do nói trên, tướng giai đã bay suốt ngày và đáp xuống mọi nơi để cập nhật tin tức và khích lệ tinh thần quân sĩ sau khi được tin mặt trận giới tuyến bùng nổ thiếu tướng nguyễn văn toàn chỉ huy trưởng thiết giáp binh đã cùng đại tá raymond patriot cố vấn trưởng bộ chỉ huy thiết giáp từ sài gòn bay ra căn cứ ấy tự quan sát tình hình tướng toàn nhận thấy đây là một chiến dịch quy mô của địch quân nhưng vì sư đoàn ba bộ binh chưa nhận định được tình hình và mô đồ của Cộng sản Bắc Việt, cũng như chưa nắm vững được khả năng của thiết đoàn 20 chiến xa M48 Tân Lập, nên ông đề nghị với tướng Giai không nên sử dụng thiết đoàn này như một đơn vị thiết kỷ, mà nên dùng làm lực lượng trừ bị để điều động phản công hay chống chiến xa địch. Đến sáng ngày 1 tháng 4 năm 1972, các căn cứ hỏa lực dọc theo giới tuyến, cũng như về phía Tây quản trị, đa số bị tràn ngập trước áp lực của địch quân. Do đó phía Bắc sông Hiếu Giang và cửa Việt gần như bỏ ngỏ. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Lý, Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 20 Chiến xa cho biết, vào trưa ngày 1 tháng 4, theo báo cáo thì Cam Lộ đã bị thất thủ, chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh chiến trường liền ra lệnh cho Trung tá Lý điều động thiết đoàn 20 chiến xa M48 cùng hai đại đội thủy quân lục chiến Tùng Thiết thuộc tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến do đại quý tiểu đoàn Phó Dương Văn Hồng chỉ huy ra tiếp ứng cam lộ. Trên bộ chỉ huy tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến và hai đại đội còn lại vẫn nằm ứng chiến tại Ái Tử. Nhưng khi chiến đoàn 20 chiến xa thủy quân lục chiến tới Cam Lộ, thì nơi đây hoàn toàn vô sự. Đêm hôm ấy, chiến đoàn đóng tại Đông Nam Cam Lộ chờ lệnh. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 4, Trung tá Lý cho mở máy truyền tin do đài hành quân của Cộng sản Bắc Việt để giải đoán tình hình, thì được biết địch đang điều quân tiến về Đông Hà. Một chi đội thiết vận xa E113 thuộc thiết đoàn 11 kỵ binh từ Bến Hải chạy vào. Khi cách Đông Hà khoảng 7 số cho biết hai sư đoàn Cộng sản Bắc Việt đang tiến về hướng Nam. Ngay sau khi nhận được tin tức nói trên, Trung tá Lý báo lên tư lệnh chiến trường, nhưng tướng dài đang bay thị sát mặt trận, không có mặt tại ái tử. Trung tá Lý liền đề nghị với Đại tá Ngô Văn Trung, tư lệnh phó sư đoàn ba bộ binh, xin cho hai đại đội thủy quân lục chiến còn lại ra án ngự tại cầu Đông Hà, đồng thời xin cho thiếu tá Lê Bá Bình tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba thủy quân lục chiến ra cam lậu gặp trung tá lý để bàn thảo vài việc phối trí lực lượng kết cuộc trung tá lý quyết định để lại chi đoàn một trên hai mươi chiến xa m bốn tám của đại quý đỗ hữu xứng và một đại đội thủy quân lục chiến trấn thủ phía bắc và tây cam lộ cánh quân này được giao cho thiếu tá hoàng kiều thiết đoàn phó thiết đoàn hai mươi chiến xa chỉ huy phần còn lại Thiết đoàn 20 chiến xa trừ 1, cùng một đại đội thủy quân lục chiến Tùng Thiết kéo về cầu Đông Hà với tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến trừ 2. Tất cả các đơn vị nói trên được trung tá lý điều họp để sẵn sàng ngân chiến. Vào lúc 10 giờ sáng, Cộng sản Bắc Việt pháo kích dữ dội vào Đông Hà, đồng thời điều động mũi dùi thiết giáp có bộ binh Tùng Thiết, ảo ạt tiến về Đông Hà tại cao điểm phía tây cách Đông Hà ba cây số, chi đoàn 1 trên 20 chiến xa M48 của thiếu tá Hoàng Kiều nằm trong vị thế sẵn sàng chờ chiến xa Bắc Việt tiến vào tầm bắn. Ngay sau khi chiến xa địch lọt vào tử địa, chiến xa M48A3 đồng loạt khai hỏa mau lẹ và chính xác, hạ hai chiến xa T54 và 9TT76. Đoàn bộ binh Tùng Thiết Bắc Việt hốt khoảng chạy ngược về hướng Bắc theo Trung tá Turley, cố vấn Thủy quân lục chiến phát biểu, đây là lần đầu tiên chiến xa M48 của thiết đoàn 20 chiến xa khai hỏa và diệt chiến xa địch trên chiến trường giấy tuyến. Trung tá Lý cũng cho biết, mặc dầu gặp thời tiết xấu, nhưng chiến đoàn 20 chiến xa đã chặn được cuộc tấn công Đông Hà lần đầu bằng mũi dùi chiến xa của Bắc Việt sau khi cánh quân của thiếu tá hoàng kiều tiêu diệt đoàn chiến xa địch trung tá lý báo cáo cho tướng giai biết nhưng tướng giai còn nghi ngờ và hỏi lại trên đầu máy vô tuyến các anh báo cáo làm sao chứ tôi không thấy cố vấn mỹ nói gì về chiến xa cả qua cuộc điện đàm với trung tá lý từ trên trực thăng tướng giai quyết định giao toàn quyền điều quân tại đông hà cho trung tá lý nhân lúc tướng giai hỏi lý về nhu cầu cấp bách vào lúc này Trung tá Lý liền xin tướng Giai việc phái một đại đội công binh đặt chất độ tại cầu Đông Hà, để có thể giật sập cầu này khi đoàn chiến xa địch quay trở lại. Đề nghị nói trên đã được tướng Giai chấp thuận. Khoảng trưa ngày 2 tháng 4, Thừa lệnh Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Quân đoàn 1, Đại tá Nguyễn Trọng Luật, Tư lệnh Lữ đoàn 1 kỵ binh, đã có mặt tại Đông Hà, đích thân chỉ huy mặt trận với tất cả lực lượng thiết giáp, bộ binh và thủy quân lục chiến có mặt trong khu vực này. Các đơn vị nói trên gồm thiết đoàn 20 chiến xa M48, thiết đoàn 17 kỵ binh, trung đoàn 2 và 57 bộ binh, tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến và các quân nhân còn lại thuộc trung đoàn 56 bộ binh. Sau khi Đại tá Luật hiện diện, Trung tá Lý đã đích thân hướng dẫn Đại tá Luật thị xác nơi đặt chất nổ dưới gầm cầu Đông Hà, xem xong đại tá luật trở về bộ tư lệnh lữ đoàn tại hòa mỹ căn cứ ivan vào lúc hai giờ chiều khoảng sau đó một tiếng đồng hồ địch quân quay trở lại tấn công đông hà lần thứ hai nhưng đã bị quân phòng ngự đẩy lui tại cầu đông hà trong lúc giao chiến trung tá lý có xin tướng giai quyết định về việc giật sập cầu đông hà tướng giai đã cho lệnh phá hủy gấp Cầu này đã được giật sập vào khoảng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 4 năm 1972. Theo Trung tá Turkley, thì hai cố vấn thủy quân lục chiến là Đại quý Ripley và Thiếu tá Smoke đã giúp công binh sư đoàn ba bộ binh đặt chất nổ đúng vào yếu huyệt để cầu không còn sử dụng được sau khi châm ngòi nổ. Cũng theo Trung tá Turkley, sáng ngày 2 tháng 4, Hải quân Hoa Kỳ phát giác một đoàn chiến xa địch di chuyển trên vùng đất trống giữa cửa Việt và Cam Lộ. Sau đó, 12 chiến xa T-54 và 8 PT-76 Bắc Việt cũng bị phát hiện tại khu vực lân cận căn cứ C-1. Ngay sau khi xác định mục tiêu, hải pháo 125 ly đã dòng dập nổ chụp vào các đoàn chiến xa nói trên, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương và buộc địch phải phân tán. Theo báo cáo của Phái bộ Viện trợ quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, tính đến ngày 3 tháng 4, 3 khu trục hạm đậu ngoài khơi đã bắn trên 1.400 trái đại bác vào mục tiêu để yểm trợ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 6 tháng 4, vào lúc 13 giờ 15 tại phía nam sông Cam Lộ, địch quân pháo kích vào chi đoàn chiến xa M48 và tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến, thiếu tá Smot và đại quý Harmon cố vấn thủy quân lục chiến bị thương và được di tản. Vào lúc mờ sáng ngày 9 tháng 4 khoảng 5 giờ sáng, địch quân lại tấn công vào phòng tuyến cam lộ. Thiết đoàn 20 chiến xa đã phản ứng kịp thời, hạ tại trận 16 chiến xa T-54, bắt sống một xa đội T-59 gồm 4 người và tịch thu một chiến xa T-59 khiển dụng. Đây là một trận xa chiến rất ngoạn mục tại vùng giới tuyến phóng viên chiến trường đã quay phim và trình chiếu trên đài truyền hình Huế. Cũng trong thời gian này, một trận xa chiến khác giữa chi đoàn 2 trên 20 chiến xa M48 và một tiểu đoàn chiến xa T-54 và T-59 của Cộng sản Bắc Việt diễn ra tại căn cứ hỏa lực Phượng Hoàng. Kết quả tiểu đoàn chiến xa T-54 đã bị tiêu diệt. Ngược lại, chi đoàn 2 trên 20 chiến xa M48 hoàn toàn vô sự sau khi phỏng vấn thượng sĩ Phan Ngọc Tuấn, nguyên hạ sĩ quan hành quân chi đoàn 2 trên 20 chiến xa M48, thì trận triệt hạ chiến xa T-54 tại căn cứ Phượng Hoàng được chúng tôi ghi nhận như sau. Khoảng 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 1972, chi đoàn 2 trên 20 chiến xa đang phòng vệ và giữ an ninh phía Tây và cổng sau căn cứ ấy tử thì chi đoàn này được lệnh tiếp viện tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiếm tại căn cứ Phượng Hoàng đang bị chiến xa và bộ binh địch tấn công và xâm nhập căn cứ. Lúc 6 giờ sáng, với 7 chiến xa M48, chi đoàn 2 trên 20 chiến xa rời ái tử, đẩy tiến tới một cao điểm ở phía đông nam căn cứ Phượng Hoàng. Sau khi bố trí và quan sát, chi đoàn phát hiện 3 chiến xa T-54 Bắc Việt đang bố trí trước căn cứ sáu chiến xa M48 thuộc hai chi đội liền khai hỏa, nhưng không bắn trúng đích. Thế vậy Trung sĩ Nhất Tuấn, Hạ sĩ quan Hành Quân, trên chiến xa thứ bảy lập tức khai hỏa, bắn cháy một chiến xa T-54 đầu tiên và ngay sau đó, với hai phát đạn Đại Bắc 90 ly kế tiếp, Trung sĩ Tuấn đã tiêu diệt hai chiếc T-54 còn lại. Số chiến xa địch nằm trong căn cứ thấy tình hình nguy ngập vội vã phân tán. Một chiến xa T-59 lén nắp sau một kho nét lớn đã bị trung sĩ Tuấn phát hiện và bắn trúng vào khẩu đại liên trên pháo tháp. Xa đội T-59 quảng hốt thi nhau bỏ chạy, nhưng cũng không thoát khỏi lưới lửa của đại liên 50 trên chiến xa M-48. Chiếc T-59 nói trên, máy vẫn còn nổ, tài xế của chi đoàn 220 chiến xa lái về hậu trạm, sau được đem về triển lãm tại Huế và Sài Gòn. Mặc dù chiến xa địch được bố trí và ngụy trang cẩn thận, nhưng vẫn bị quân ta phát giác và triệt hạ gần hết. Ngoại trừ ba chiến xa còn sót lại trút chạy về hướng Tây Nam, sau cả ba đều bị không quân Việt Nam thiêu hủy. Trong cuộc hành quân phản công quan trung 729, khai diễn ngày 14 tháng 4. Lữ đoàn 1 kỵ binh chỉ huy 3 chiến đoàn gồm thiết đoàn 20 chiến xa và hai liên đoàn 4 và 5 biệt động quân. Vào ngày 18 tháng 4, quân Bắc Việt đã áp lực mạnh lên chạm tuyến. Liên đoàn 5 biệt động quân với sự yểm trợ của thiết đoàn 20 chiến xa M48 cũng bị cầm chân bởi một trung đoàn bộ binh Bắc Việt đang trang bị súng phóng hỏa tiễn B-40 chống chiến xa. Dưới sự yểm trợ của Không quân Việt Nam và Hoa Kỳ, thiết đoàn 20 chiến xa phối hợp với liên đoàn 5 biệt động quân đã đánh bật đối phương ra khỏi phòng tuyến. Sáng ngày 23 tháng 4, trong khu vực trách nhiệm của lữ đoàn 1 kỵ binh, một đơn vị bộ binh Bắc Việt được yểm trợ bởi 12 chiến xa, tấn công thiết đoàn 17 kỵ binh và liên đoàn 4 biệt động quân, nhưng địch quân đã bị đẩy lui. Vào lúc 9 giờ 30 sáng, trong lúc chi đoàn 2 trên 20 chiến xa M48 đang tấn công đoàn chiến xa T-54 và bộ binh địch tại cao địa gần quốc lộ 9, thì bất thần 3 chiến xa M48 thuộc chi đoàn này bị hỏa tiễn sa cơ AT-3 điều khiển bằng dây do Nga Xô so chế tạo phóng trúng. Đây là lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam loại hỏa tiễn mới này xuất hiện trên chiến trường giới tuyến khi chứng kiến cảnh hai chiến xa M48 của chi đoàn 2 trên 20 chiến xa bị loại khỏi vòng chiến bởi hỏa tiễn AT3. Một số tài xế chiến xa thuộc chi đoàn 3 trên 20 chiến xa lùi về hướng đông với mục đích ra khỏi tầm bắn của hỏa tiễn AT3 nhưng đã gây ngộ nhận khiến các đơn vị biệt động quân kế cận rối loạn hàng ngũ. Hai hôm sau, ngày 25 tháng 4, Hỏa tiễn AT-3 lại xuất hiện tại khu vực hành quân của thiết đoàn 20 chiến xa. Lần này, các xạ thủ thiết giáp chống AT-3 bằng cách dùng hỏa lực vào hướng AT-3 xuất phát để tiêu diệt người điều khiển hay áp đảo tinh thần xạ thủ, khiến họ lính quýnh không hướng dẫn được hỏa tiễn tới mục tiêu. Ngoài ra, ngay sau khi phát hiện AT-3 trên chiến trường giới tuyến, tất cả chiến xa và xe xích đều được bố trí ngang tầm pháo tháp nằm phía sau đồi dốc hay ụ đất do công binh ủi sẵn. Tóm lại, nhờ trúc kinh nghiệm ở những lần trước, và nhất là không còn bị bất ngờ, nên sau này các đơn vị thiết giáp đều tránh được thiệt hại. Ngày 27 tháng 4, Lữ đoàn 1 kỵ binh đã hoàn toàn kiểm soát được khu vực bắc tuyến phòng thủ. Nhưng vào lúc mờ sáng, áp dụng chiến thuật tiền pháo hậu sung Địch quân tập trung hỏa tiễn 122 ly và đại bác 130 ly, bắn xấu xạ vào khu vực của lữ đoàn 1 kỵ binh. Liền sau đó địch tấn công liên đoàn 5 biệt động quân bằng chiến xa có bộ binh tùng thiết, quân bố phòng phản công và chiến đấu anh dũng. Vài giờ sau, địch quân đã bị biệt động quân đẩy lui ra khỏi phòng tuyến. Vào lúc 9 giờ sáng, một thiết vận xa chỉ huy của chi đoàn 2 trên 20 chiến xa bị đạn pháo kích lọt vào giữa lòng xe, nhưng chỉ bị thiệt hại nhẹ. Tính đến sáng ngày 28 tháng 4, thiết đoàn 20 chiến xa M48 còn lại, 18 chiến xa khả dụng, thiết đoàn 17 và 18 kỵ binh, mỗi đơn vị còn lại khoảng 2 phần 3 thiết xa tác chiến. Kể từ khi trung đoàn 57 bộ binh trút lui vào ngày 27 tháng 4, Đông Hà coi như bị bỏ ngỏ từ đó lữ đoàn một kỵ binh đương nhiên là trách nhiệm trấn thủ khu vực cực bắc quốc lộ 1 và sẵn sàng đối phó với mọi biến động có thể xảy ra. Bộ tư lệnh lữ đoàn lúc đầu tạm đóng tại phía nam Đông Hà, khoảng 3 cây số, nhưng đến mờ sáng bộ tư lệnh lại lui về cầu Vĩnh Phước. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 28 tháng 4, một đoàn quân Bắc Việt có chiến xa dẫn đầu rầm rộ tiến về phía nam dàn trận khi chiến xa địch vừa tiến sát căn cứ Đông Hà thì phản lực cơ Hoa Kỳ cũng xuất hiện. Sau khi phát hiện mục tiêu, không quân đã luôn phiên oanh kích đoàn thiết giáp địch. Khoảng nửa giờ sau, 30 chiến xa địch bị thiêu hủy. Ba chiến xa T-54 còn lại hốt hoảng bỏ chạy về hướng Bắc. Thay vậy, một chi đội chiến xa M-48 thuộc thiết đoàn 20 chiến xa, tức tốc rượt theo ngân chiến, khoảng một lúc sau chi đội này đã bắn hạ cả ba T-54 tại trận. Vào buổi chiều, thiết vận xa M113 chỉ huy của Đại tá Luật di chuyển từ thiết đoàn 20 chiến xa ở chạm tuyến về Bộ Chí huy Hành quân Lữ đoàn 1. Đại tá Luật ngồi trên nóc xe để chân trong cửa vuông, trong khi chạy ngang qua cầu Vĩnh Phước nằm trên quốc lộ 1. Do tiểu khu quản trị trách nhiệm giữ an ninh đã bị hòa tiện B-40 bắn ngang hông M-113, làm ông bị thương cả hai chân. Ngay sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn đề cử Đại tá Trần Tính, nguyên trưởng đoàn huấn luyện và khảo hạch thiết đoàn 20, xử lý thường vụ chức vụ tư lệnh lữ đoàn 1 kỵ binh, tạm thời thay thế Đại tá Luật được di tản về Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi nhận quyền chỉ huy lữ đoàn 1 kỵ binh, Đại tá Trần Tính tổ chức phòng thủ tại phía nam cầu Vĩnh Phước, trước cảnh bấn loạn trên quốc lộ 1 sau những đợt pháo kích của quân Bắc Việt vào đoàn người tị nạn. Đại tá Tính đã phối hợp với Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 147 Thủy quân Lục Chiến để giải tỏa lưu thông đang tắc nghẹn tại nút trận Ái Tử, giúp đồng bào di tản và quân nhân thất tán di chuyển về Quảng Trị. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 4, Lữ đoàn một kỵ binh được lệnh xuất phái Thiết đoàn 20 chiến xa và thả lỏng các liên đoàn bóng và năm biệt động quân Để các đơn vị này tiếp tục hoạt động tại vùng ái tử Bộ tư lệnh lữ đoàn một di chuyển về vùng đông nam thành phố Quảng Trị Để chỉ huy thiết đoàn 17 kỵ binh trừ Một chi đoàn của thiết đoàn 18 kỵ binh và thành phần còn lại của trung đoàn 57 bộ binh Tổng số ước lượng khoảng 300 người Riêng thiết đoàn 18 kỵ binh chỉ còn lại 14 chiến xa M41 và 21 thiết vận xa, nhưng trong tình trạng thiếu xăng nhớt và đạn dược. Trưa ngày 30 tháng 4, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến tại Ái Tử theo quốc lộ 1 rút về Quảng Trị, nhưng phải bơi lội qua sông vì cầu Thạch hãn đã bị phá sập. Đoàn cơ giới gồm 16 chiến xa M48 thuộc thiết đoàn 20 chiến xa, 12 chiến xa M41 thuộc chi đoàn 1 trên 17 chiến xa đã lội qua sông an toàn. Trên 18 khẩu đại bác 105 ly thuộc tiểu đoàn 33 pháo binh không vượt sông được nên bỏ lại ở phía bắc sông Thạch Hãn và sau đó được phá hủy. Vào buổi trưa ngày 30 tháng 4, lữ đoàn 1 kỵ binh tại bờ nam sông Thạch Hãn được lệnh hành quân giao tiếp với một tiểu đoàn thủy quân lục chiến từ hướng nam tiến lên. Lữ đoàn lập tức điều động chi đoàn 1 trên 18 chiến xa tới cầu sông Nhung, cách quản trị khoảng 5 số về hướng Đông Nam. Sau cuộc giao tranh chớp nhoáng, địch quân đã bị chi đoàn chiến xa đẩy lui, nhưng cầu sông Nhung vẫn bị bế tắc bởi những xác xe đang cháy dở dang. Tiếp đó các đơn vị pháo binh địch bắn chặn đoàn chiến xa, buộc lực lượng hành quân phải trút về hướng Bắc. Sáng ngày 1 tháng 5, mặc dầu không có không quân ểm trợ, Lữ đoàn 1 kỵ binh vẫn tiếp tục tấn công dọc theo quốc lộ 1, nhưng cầu cống đã bị hư hại nhiều, chiến xa không thể vượt qua được. Đồng thời pháo binh và hỏa tiễn địch thi nhau rót vào đơn vị, mở đường khiến lữ đoàn 1 kỵ binh phải tạc về hướng đông để rút về Mỹ Chánh. Đến chiều ngày 1 tháng 5, lữ đoàn 1 kỵ binh tới Mỹ Chánh, nhưng lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến chặn lại ở phía bắc cầu Mỹ Chánh vào lúc này, hệ thống chỉ huy, yểm trợ và phối hợp tại mặt trận quản trị hầu như không còn nữa. Các quân binh chủng trong cuộc hành quân lôi binh như rắn không đầu. Mạnh ai nấy chạy, không ai hiểu rõ tình hình và nhiệm vụ mà mình đang được giao phó. Lữ đoàn một kỵ binh cũng như các thiết đoàn chiến xa và kỵ binh tại giới tuyến vô hình chung cũng rơi vào tình trạng nói trên. Đây rồi phải gánh chịu những nỗi đau đớn ê chề của kẻ trút chạy Chính vì hậu quả nói trên mà các đơn vị thiết giáp tại mặt trận giới tuyến lại mất thêm một số chiến xa và thiết vận xa bị mắc lầy trên đồng trống hay bị loại bởi vũ khí chống chiến xa của địch quân ngay tại hơn bắc cầu Mỹ Chánh khoảng 5 cây số. Tính đến chiều ngày 2 tháng 5 năm 1972, tất cả các đơn vị tham chiến trong mặt trận giới tuyến đều bị tổn thất nặng nề hay tăng rã ngoài trừ lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến trên tuyến Mỹ Chánh do Đại tá Phạm Văn Trung chỉ huy là đơn vị độc nhất có tổ chức và còn khả năng tác chiến. Tuy chiếm được quản trị nhưng Hà Nội cũng bị tổn thất nặng. Theo Trung tướng William McCaffrey, tư lệnh phó lục quân Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, các sư đoàn 304 và 308 Cộng sản Bắc Việt đạt bị tổng thất từ 30 đến 40% quân số, chưa kể hàng trăm chiến xa T54 và PT76 bị tiêu hủy. Bài viết đến đây đã chấm dứt, xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.